Để lại video kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2023. Mời em lên xe giao cho khách ở dưới Khánh Thạnh Tân. Khánh Thạnh Tân rồi ha. Bên Khánh Thạnh Tân gần trường học Khánh Thạnh Tân nè. Giao anh bạn khách là anh bắt con số 9 này với con này. Bò chuẩn bị lên xe. Mời cô chú anh chị gần xa nuôi bò đến trại em xem tham khảo. Để xem xét chủ chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Trời ơi, bò lúc này sao nó rẻ còn hơn cá miền Tây nữa chị ơi, quá trời rẻ luôn. Bò lúc này sao bán bò nuôi mà cái giá tiền nó muốn đủ tiền thịt luôn. Giá heo quá mềm luôn. Trong trại em giờ hết bò anh chị, trong trại em giờ còn con một à. Còn con một ha. Còn con này cũng giao khách gần trại đây giao luôn rồi. Hết bò luôn. Bò lúc này sao mà nó nhũng quá trời nhũng luôn cho nên không có dám bắt. Trời ơi là bò lúc này sao mà nó rẻ mà lại bán quá nó chậm bi nó nuôi không có lợi nha. Đó, hai bò này giao về trường học Khánh Tân. Hai bò này giá quá trời mềm luôn. Hai bò này có 32 triệu rồi chào bác. Lúc trước cặp bò này hai bò lỡ này đâu có ít tiền, bây giờ nó rẻ nè. Còn trong trại em giờ còn con bò này nè, con ba bê này có 16 triệu rưỡi nè anh chị. Trời ơi, bò chằn chằn luôn, có 16 triệu rưỡi nè. Nó đoàn rất là dài luôn ha. Ngày mai tiếp tục em về, ngày mai em đi tiếp tục về có xe nữa thì về cũng ít anh chị, khoảng 5-7 con 10 con trở lại ha. Bò bê rất đẹp luôn, có con ba bê có 14 triệu rưỡi à, cũng cực kỳ đẹp luôn, nhỏ tát hơn này chút mà rất đẹp. Cuối video buổi chiều hôm nay chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt thành công trong công việc ha. Xin cảm ơn.